Vâng, hiện tại thì bây giờ em đang chạy một chiếc xe Ford Ranger sản xuất đời 2004, phiên bản là số 2 cầu nha quý anh chị. Xe này bên em bán cho chú anh chị với giá thành là 180 triệu đồng. Đây là tay lái vậy thôi, chạy rất là nhẹ ha. Đó, côn số rất là ngọt ngào, quay cần số nữa cả. Đó, vô số xiết được ngọt ngào, chân ga chân côn rất ok. Đang coi xi nhan đầy đủ, mọi chức năng trên xe đang hoạt động bình thường. Với 180 triệu đồng thôi thì quý anh chị sẽ sở hữu ngay chiếc xe Ford Ranger sản xuất đời 2004 với phiên bản là 2 cầu số sàn máy dầu này. Xe máy rất là ok nha anh chị nha, máy chạy rất là ngọt. Và đồng hồ để em ra hết cái khúc bảng này, em đạp một khúc cho anh chị xem ha. À, đang trong bảng đạp quá thì bị tốc độ ha. Đây, hết bảng rồi. Quay đồng hồ rồi đó. Xe này cần nhích game một cái thôi là lên 60-70 km/h là bình thường nha cô chú anh chị. Hiện tại là tốc độ đang là 60-70 km/h. Đây thì chỉ cho chạy được 80 thôi, không dám đạp đâu anh chị. À, giờ thôi, xe chạy rất tầm rất chắc. Và bây giờ mời theo cô chú anh chị cùng theo em review chiếc xe Ford Ranger này, coi em nó có những gì nhé. Vâng, xin mời. Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, hôm nay em sẽ review chiếc xe bản số 49X3688 này cho cô chú và anh chị cùng các bạn tham khảo. Trước khi em review chiếc xe này, em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân thương nhất gửi tất cả các anh chị đang theo clip này. Chúc cho đại gia đình yêu yêu của mình có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống nhé. Xe này là giá thành là 180 triệu đồng, tên em nó là Ford Ranger sản xuất đời 2004. Đăng ký là xe này là bán tải có niên hạn nha anh chị ha, được chở 5 người. Ở đằng sau là có một cái thùng. Đó, với 180 triệu đồng thôi thì anh chị sẽ sở hữu chiếc xe này, phiên bản là 2 cầu số sàn, máy dầu, xung chỉ không mất một phân anh chị ha, nước sơn thì cực kỳ là sạch sẽ. À, bên em sang tên ủy quyền các kiểu đại điểu cho anh chị đều được ha. Xe này thì đăng kiểm thì cứ 6 tháng một lần. Nước sơn thì không thể gì bằng cả được. Xe này rất đẹp anh chị ha. Nói chung là keo chỉ của xe này là không mất một tí nào luôn nha cô chú và anh chị. Rin đét đèn đẹp luôn anh chị ha. Rin đét đèn đẹp luôn. Đó, xe này gầm bệ rất đẹp, bốn cái tắp bi tắp lô rất là ok nha cô chú và anh chị. Keo chỉ không mất một tí nào hết. Nội thất bên trong chiếc xe này thì rất là sạch sẽ nha anh chị nha. Đây anh chị thấy không? Đợi xíu không? Đây anh chị thấy không? Xung chỉ không mất một phân nhé. Xe này hiện tại thì em đang lấy, em đang đi công vụ nha cô chú và anh chị. Cô chú anh chị nào muốn lấy sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để em hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Đây, nội thất rất là sạch sẽ nha anh chị. Tắp bi tắp lô nè. Đấy, rất đẹp. Đó, phiên bản máy dầu 2 cầu chạy rất là ok. Đây là dàn gầm bệ của em nói nè anh chị. Gầm bệ là chị thấy màu mục mọt là tặng xe luôn nha anh chị nha. Gầm rất rinh, rất cứng, rất cáp anh chị. Rất đẹp. Vậy thôi. Rất ok. Đấy. Thấy ok chưa? Nhít nhít luôn nè, chưa rớt luôn. Đó. Xe này thì đằng sau em nó có một cái thùng anh chị ha. Cái thùng này thì đựng khá là rất là nhiều đồ nha anh chị nha. Rất là rộng rãi luôn. Đó. Vậy thôi. Nội thất bên trong đây. Tắp bi bên này. Chị thôi. Tắp bi tắp lô nè, rất là ok. Ngon lành cành đào. Cánh cửa bên tài là cánh cửa được sử dụng nhiều nhất nha quý anh chị nha. Keo chỉ không mất một tí nào hết. Đây, tem zin cái nó còn luôn vậy hả. Bốn cái tắp bi cửa này. Đây, kính bấm xe. Bước vào hệ thống bên trong của em nó thì chiếc sự màn hình quý anh chị thấy lạnh lẽo có hết nha anh chị. Ngon lành cành đào. Bốn kính là kính bấm ha. Hai cầu nguyên bản đang xài hoạt động bình thường, số sàn nha quý anh chị nha. Đó. Tay lái trợ lực thì cực kỳ là siêu nhẹ rồi. Đó, vậy đó. Cực kỳ siêu nhẹ rồi. Để em chạy qua bên này. Em sẽ review cái máy cho cô chú và anh chị cùng tham khảo đó. Đấy, tay lái rất nhẹ, vậy thôi. Cực kỳ nhẹ. Máy này máy dầu thôi mà em nó nổ rất là tanh nha anh chị nha, rất êm. Đây, kính kiết hoạt động ok. Đây, mời anh chị theo em nó về cái khoang máy của em nó ha. Nói chung con xe này là xung chỉ không mất một phân thì anh chị cứ an tâm ha. Đây, kèo cột chịu A chịu B là còn nguyên bản theo nhà sản xuất, không mất một gì hết. Máy nổ rất tanh nha anh chị nha, rất êm, anh chị nghe cái tiếng máy không. Đây, khoang máy của em nó đây, rất khô ráo à. Keo chỉ nè, nắp capo nè, rin nguyên bản,
chung là bao cứng đục, bao ngập nước nha anh chị nha. Xe này bao tất cả luôn. Đó, máy nó rất căng, nó rất là thêm. Đó, với giá thành là 180 triệu đồng thôi thì quý anh chị của chú sẽ sổ ngay chiếc xe Ford Ranger sản xuất đời 2004. Với cái giá thành này của xe này thì anh chị kiếm được một chiếc xe thứ hai thì cực kỳ là hiếm nha cô chú và anh chị. Anh chị thấy một cái form dáng khá là đẹp, rất là ngầu. Đó. Và đây là lần đầu tiên của chú anh chị đến với kênh của em thì các chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bật những chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Của chú anh chị nào đã đăng ký kênh thì hãy khích lệ tinh thần em một like trong buổi chiều ngày hôm nay nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho đại gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn nhé.